Xin chào tất cả mọi người ạ. Lời đầu tiên xin cho phép Huyền và Na là những đại diện truyền thông của Trail Motorcycle Việt Nam xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị khách quý, các anh chị em biker, báo đài, phóng viên là những vị khách hàng thân yêu của chúng tôi đã đến tham dự với đêm tiệc tri ân kết hợp ra mắt hai siêu phẩm Speed Triple 1200R và Tiger Sport 660 ngày hôm nay. Good evening everyone. Welcome to Trium Customer Appreciation Day. Together with the official launch of the Speed Triple 1200R and Tiger Sport 660, we would like to send our best wishes to our riders, business partners, journalists and reporters to join with us tonight. Và thay mặt cho Trium Motorcycles Việt Nam thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Và kính thưa quý vị thân mến, sự kiện ngày hôm nay là một cơ hội để Trium Motorcycle Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh chị em đang có mặt ở đây, những anh chị em biker cũng như là quý khách hàng của chúng tôi đã ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại đây để cùng nhau chào đón một năm mới 2022 thật nhiều hứng khởi, thật nhiều cơ hội và cùng nhau tạo nên nhiều chuyến hành trình cùng với nhau tốt hơn, thú vị hơn. Và đáng nhớ hơn nữa đúng không anh? Yeah. Vâng, yes, this event is a great chance for us to express our deep gratitude and most sincere thanks to all Trium riders, partners and supporters who have been with us through the up and down 2021. Today, we gather here to celebrate the year of the tire and exciting new Trium motorcycles. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì cũng là một sự kết hợp rất là đặc biệt. Chúng tôi sẽ ra mắt chính thức tại Việt Nam hai siêu phẩm Speed Triple 1200R và Tiger Sport 660. Chắc chắn là hai siêu phẩm này hứa hẹn sẽ khuấy đảo cộng đồng biker trong thời gian sắp tới. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua cùng Trium Motorcycle Việt Nam. Yes, also and during the night, we will officially launch the two latest Trium bikes for the first time in Vietnam. The Speed Triple 1200RR and Tiger Sport 660 promising to stir up the Trium motorcycle community. We are also very honored to have all of you here today. Once again, thank you very much for your trust and love Trium over the years. Và quý vị thân mến, về phía Trium Motorcycles Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. From Trium Vietnam side, we would like to introduce Mr. David Archibald, Tổng Giám đốc Anabuddha Quốc tế Việt Nam, General Director of Anabuddha Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Trium Motorcycle Việt Nam. We also would like to introduce Mr. Shahik Ali, Divisional Manager of Trium Motorcycle Việt Nam. Và quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì còn có một sự hiện diện rất là đặc biệt đến từ anh Vũ Anh Tuấn, là đại sứ thương hiệu Trium Motorcycle Việt Nam. We would like to introduce a very special present of Mr. Vũ Anh Tuấn, Brand Ambassador of Trium Motorcycles Việt Nam. Và tuyệt vời hơn thưa quý anh chị ơi, là chúng ta, là chính là sự có mặt của tất cả chúng ta trong ngày hôm nay, trong đêm tri ân này kết hợp với buổi lễ ra mắt hai siêu phẩm của nhà đình Trium Motorcycle Việt Nam, Speed Triple 1200RR và Tiger Sport 660 ạ. Và hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay cùng với Trium Việt Nam. Và quý vị thân mến, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu chương trình cùng với phần lên sân khấu có đôi lời phát biểu của ông David Archibald, Tổng Giám đốc Anabuddha Quốc tế Việt Nam. We would like to invite Mr. David Choi Archibald, General Director of Anabuddha Việt Nam, to come on stage and say a few words with you, everyone. Thank you. Good evening, everyone, and I am very happy to see all of you. It's been a while since we've seen some of you, and we're happy to be here. My team is very excited to be able to bring two new exciting models to Vietnam, the Triumph Tiger 660 and the Speed Triple 1200RR. We're very excited to be able to have an opportunity to bring such awesome motorcycles here. Vâng ạ, lời đầu tiên thì thay mặt cho tôi là Tổng Giám đốc của Anabuddha Việt Nam thì muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người cũng như là cảm ơn sự có mặt của mọi người ở đây. Và đồng đội của chúng tôi thì cảm thấy rất là vinh dự khi đã có thể mang được hai mẫu xe mới là Tiger 660 cũng như là Speed Triple 1200RR đến với Việt Nam.
I'm very happy that the Triumph community supported our charity events in 2021. There's a lot of unfortunate people that we were able to support, especially during the Christmas ride, and I look forward to more activities for the Triumph community in 2022. Và trong năm 2021 vừa rồi thì chúng tôi đã rất vinh dự và tự hào khi mà có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong chuyến thiện nguyện Christmas Charity Ride và rất mong là trong năm 2022 này thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm điều đó cùng với quý vị. Now for 2022 and beyond, we look forward to bringing more diversity to the Triumph line to Vietnam. And we also look forward to providing premium customer service and our facilities to service our very loyal customers. Thank you. Và rất mong là trong năm mới này thì chúng tôi có thể có được nhiều hơn những vị khách hàng trung thành cũng như là mang được thật nhiều những dịch vụ tốt nhất đến với tất cả quý vị. Cảm ơn ạ. I appreciate you coming today and please enjoy the event. Thank you. Và rất cảm ơn và rất biết ơn sự có mặt của mọi người trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. David. Và ngay bây giờ quý vị ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón một người, một nhân vật rất đặc biệt hôm nay. Đó chính là đại sứ thương hiệu của Triumph Việt Nam. Xin mời anh Vũ Anh Tuấn ạ. À. A warm welcome to Mr. Vũ Anh Tuấn, brand ambassador of Triumph Vietnam, to share his experience and future plans. We please welcome. Xin kính chào tất cả quý vị. Hello everyone. Ngày hôm nay thì tôi rất vui khi được quay trở lại đây sau khoảng thời gian rất dài là 2 năm. Hãy cho tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu chuyện mà của một người bạn Tây của tôi. Anh ấy viết lên Instagram và đăng một bức ảnh chiếc xe Triumph của anh ấy bóng loáng, bóng đến từng chi tiết. Và khi tôi nhắn tin tôi hỏi là tại sao nó lại bóng đến kỳ lạ như vậy thì anh bảo là tao đã dành tất cả thời gian giãn cách ở nhà để tao lau xe. Và có một điều rất thú vị, anh ấy thì chạy xe rất giỏi ở bên Mỹ. Thế tuy nhiên là ngay sau đó thì anh có bảo với tôi là mặc dù lau xe thì rất kỹ nhưng mà hôm đầu tiên sau khi mà Mỹ người ta được phép đi trở lại thì anh ấy dắt xe ra cửa và tí nữa ngã. Câu chuyện này có thể nó không liên quan gì đến chúng ta nhưng tôi tin rằng có thể ở đâu đó với những người trong khán phòng này chúng ta cũng đã có những trải nghiệm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì trong suốt 2 năm vừa qua thì gần như chúng ta đã mất đi cảm xúc. Cảm xúc được ngồi trên chiếc xe có một chiếc động cơ ở giữa hai chân của mình gầm rú, rung, giật. Và cảm giác về tốc độ gần như chúng ta đã mất. Thế và tại sao người bạn tôi khi dắt xe ra, một người chạy xe giỏi như thế mà khi dắt xe ra có thể ngã được ngay, có thể tí nữa bị ngã và đổ xe. Bởi vì anh ấy gần như mất cảm giác, chỉ biết lau xe, càng chi tiết bao nhiêu càng lau bấy nhiêu. Thì tôi nghĩ câu chuyện này nó sẽ đưa chúng ta đến một hai keyword chính mà tôi rất muốn nói vào lúc này, đó là chúng ta phải cần có lại được cảm xúc và cảm giác. Với những cảm xúc của mình thì tất cả chúng ta đều là những người yêu xe rồi. Các bạn có đồng ý không ạ? Chúng ta là những người rất yêu xe, đặc biệt là thương hiệu Triumph. Tôi cũng chơi Triumph được đến nay là 13 năm. Những chiếc xe đầu tiên tôi tự nhập và vào năm 2009 đã phải chờ 6 tháng năm 2008 để chờ chiếc xe lên tự thuê container trở về với Việt Nam vào năm 2009. Và đến nay thì cũng trải qua rất nhiều đời xe rồi. Nhưng đúng thật là 2 năm vừa rồi có lẽ là 2 năm mà đánh dấu những cái rằng giật về nội tâm của mình. Để xe đó, chỉ biết lau xe, chỉ biết nhìn xe, bán đi hay giữ lại. Đấy là những cảm xúc mà tôi nghĩ là khá nhiều người có. Quay trở lại đây bây giờ thì cho phép tôi này. Nếu như tôi nói thì các bạn sẽ có thể là bảo nghe là có thể ông này ông chuẩn bị, nhưng bây giờ cho tôi mời một người bất kỳ ở đây, một người nào mà có xe đã có những cảm xúc như vậy trong 2 năm vừa qua. Có anh nào ở đây không ạ? Anh nào ở đây? Có rất nhiều các anh chơi xe, độ xe rất đẹp. Anh An sợ nói đúng không? Anh An sợ nói. Cho tôi mời Nam Quảng. Anh mời em lên đây. Vài phút thôi. Đây là một tay chơi xe Triumph cũng lâu lâu rồi.
Chiếc xe của anh ấy cũng đẹp, cho anh xin một cái mic. Anh không biết là Nam có vừa nghe câu chuyện của anh không, và em có bao giờ có trong 2 năm vừa rồi thì có khi nào bị lâm vào tình trạng đấy không? Có anh, nói chung là cảm giác thèm và cũng như là nhớ những cái cung đường, nhớ những cái chuyến đi với mọi người, với cộng đồng lắm. Thế những lúc đấy, cho anh hỏi thật nha, em làm gì với xe? Em xuống xe mỗi tuần 2 lần nổ máy 15 phút để xe nó không có bị... Chỉ có nổ máy thôi? Dạ đúng rồi, tại vì... Có lau xe như anh bạn anh ở bên Mỹ không? Cũng có lau, là phải xuống lau tại xe nó cũng đóng bụi trong để trong gara. Dạ dạ. Đây là một người mà hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Tôi lên hỏi lên để thấy được là tất cả chúng ta có lẽ cũng đã ở trong hoàn cảnh đó. Và bây giờ thì từ lúc mà mở cửa Sài Gòn, đặc biệt là trong thời gian vừa qua, đúng không, năm 2021 thì đã có rất nhiều những khoảng lặng. Vậy thì khi mở cửa ra, từ lúc mở cửa rồi em chạy được bao nhiêu tour? Theo em nhớ là từ tháng 10 khi mà bắt đầu mở cửa thì em đi được khoảng 4 năm tour rồi. 4 năm tour? Dạ, trong đó có tour rất là vui và rất là ý nghĩa là tour Christmas Charity Ride với lại hãng đi Nha Trang. Vâng, dạ. Có lẽ cảm xúc đấy thì một lần nữa anh xin được cảm ơn, dạ. Nam đã chia sẻ tâm trạng của mình, dạ, với chiếc xe. Và bây giờ quay trở lại, anh cảm ơn Nam. Cảm ơn. Quay trở lại thì tôi lại muốn nói đến một điều đằng sau tôi, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là bức ảnh mà chúng tôi chụp vào năm 2019 với cái tên mà tất cả chúng tôi đã tạo ra là The Great Escape. Có lẽ là tất cả chúng ta với công việc bận rộn thì đều muốn được thoát khỏi những phút bận rộn đấy để được trên những cung đường như này. Và ở đây chúng tôi có đến 160 xe xếp hàng chụp bức ảnh rất đẹp ở Quy Nhơn. Và tôi tin rằng là lúc đó thì chúng tôi tin rằng 2021 thì chúng tôi sẽ tăng số lượng xe lên. Nhưng rất tiếc là hoàn toàn không tăng lên, mà gần như là không. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho những cuộc hội ngộ như này. Chúng tôi hay gọi là TG là cuộc hội ngộ của anh em chơi Triumph ba miền. Không được phép đi các loại xe khác. Xin phép các anh em, cũng có những anh em tôi nhìn thấy đi Ducati. Nhưng mà có thể chúng ta cũng có những chiếc Triumph. Và đến ngày hôm đấy nếu các bạn tham gia, và tôi rất hy vọng như vậy, thì chúng ta sẽ chỉ đi Triumph thôi. 2020 và 2021 chúng ta đã không làm được việc đó. Và bây giờ là thời điểm, theo tôi nghĩ, sẽ không ai có thể đưa ra một lời giãn cách nào nữa. Tôi tin chắc là Việt Nam sẽ không có khoảng thời gian giãn cách như 2 năm vừa rồi. Vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu khởi động lại chiếc xe, không chỉ để cho nó đẹp, mà bắt đầu nổ máy, bắt đầu tra dầu vào xích, bắt đầu kiểm tra tất cả những phần bảo dưỡng. Để tôi hy vọng rằng trong mấy ngày vừa qua thì tôi cũng đã nói chuyện với rất nhiều anh em ở ngoài Bắc, ở miền Bắc, ở miền Trung và miền Nam. Ba miền của năm nay, lúc đầu tiên chúng tôi dự định là sẽ làm vào tháng 3. Và tháng 3 thì ở miền Tây Bắc, ở Việt Nam là vùng Điện Biên, rất rất đẹp. Tuy nhiên là vì thời gian mở cửa vào sau Tết quá gấp, nên tôi sợ rằng anh em chúng ta sẽ không thể làm vào tháng 3. Nên tôi rất muốn qua đây, qua chương trình này, thì trân trọng mời anh em là chúng ta sẽ chuyển dịch thời điểm của TG vào tháng 8 năm nay. Và địa điểm lúc đó chúng ta sẽ có thể thoải mái mang vợ hay người yêu để đi tắm biển ở tại Nha Trang. Nha Trang thì Sài Gòn chạy ra cũng rất gần, miền Bắc chạy vào thì cũng không phải xa lắm. Chỉ có mỗi tội các anh miền Trung. Bởi vì các anh miền Trung luôn luôn có gọi là phản ánh với tất cả chúng tôi là tại sao miền Trung được chạy ít thế. Lúc nào anh em cũng gặp nhau ở miền Trung, nào Đà Nẵng, nào Quy Nhơn, bây giờ đến Nha Trang. Thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, nếu như mà chúng ta là những người yêu xe, và tôi nghĩ rằng những người yêu xe phải là những người thích chạy xe. Chúng ta sẽ không chỉ là nhìn ngắm chiếc xe. Thì vào tháng 8 này tôi rất mong mọi người sẽ cùng đồng lòng, sẽ bỏ qua tất cả các ranh giới về hội nhóm, về tuổi tác, về nghề nghiệp, để chúng ta sẽ cùng nhau tụ tập. Và tôi hy vọng rằng bức ảnh này vào năm 2019 và đến năm 2022, sau 2 năm bị giãn cách, thì bức ảnh này nó sẽ phải rộng ra, chắc là chạy ra hết bên này. 160 xe, và tôi hy vọng với rất nhiều những thành viên mới trong nhà Triumph, như là Trident, hay là sắp tới là Tiger 660, hay là Speed Triple 1002RR, thì chúng ta sẽ tăng số này lên có thể ít nhất gấp đôi. Tôi không biết là anh chị có đồng ý không, nhưng hiện giờ thì ở Đà Nẵng cũng đã rất sẵn sàng rồi.
ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sáng nay tôi vừa nói chuyện với rất nhiều những anh em thì họ cũng đã rất sẵn lòng. Đấy, có anh em biết trong cuộc gặp sáng nay, tất cả mọi người đều rất sẵn lòng và chúng tôi cũng rất mong muốn đây là một chương trình của chúng ta, của những người đi xe Triumph, của những người sở hữu xe Triumph. Vậy thì không có lý gì mà chúng ta sẽ không cùng gặp nhau. Tôi hy vọng là ngày hôm đó thì chúng ta sẽ có một ngày thứ bảy buổi sáng, chúng ta sẽ cùng tập trung lại để diễu hành. Năm ngoái, năm 2019, chúng tôi đã có một cuộc diễu hành ở Quy Nhơn kéo dài độ hơn 2 cây số và đã làm loạn hết cả đường phố Quy Nhơn, mặc dù chúng ta đi rất chậm. Nhưng mà thành phố Quy Nhơn lúc đấy là náo loạn vì không hiểu là tại sao có một cái đoàn lớn như vậy. Khi mà đoàn vẫn ở trong trung tâm thì đầu của đoàn đã ở trên cầu mà đi sang cái khu FLC. Thì tôi hy vọng rằng năm nay ở Nha Trang chúng ta sẽ có một đoàn dài khoảng 4 cây. Làm sao để chúng ta không phải là phô trương mà chúng ta sẽ cùng nhau, coi như là những người yêu xe, sẽ cùng nhau chạy hàng đôi để nghe được tiếng xe, đã cảm nhận rồi. Và tối thứ bảy hôm đó thì chúng ta sẽ có một cuộc gala, dự kiến là vào ngày 20 tháng 8. Nên là bây giờ này, anh em nào mà có cần xin visa của vợ, con, người yêu hoặc là định sắp xếp gì thì làm ơn lên luôn để mà chúng ta không bị bỏ lỡ cái cơ hội đó. Chúng tôi là người ban tổ chức thì sẽ cố gắng làm sao để chúng ta sẽ cùng ở trong một resort. Chúng tôi sẽ làm sao deal được những mức giá tốt nhất để chúng ta tất cả có thể là sẽ lốc luôn. Và hôm nay có một số anh em nói đùa cũng rất hay, là chúng ta sẽ khó có thể nhìn những khách hàng khác ở trong đó, bởi vì chỉ có họ rất đen đủi thì họ mới chui vào một cái resort mà đông xe đến như thế. Thì tôi hy vọng là resort hôm đó chúng ta sẽ block hết và toàn bộ cả ngày hôm đó sẽ là ngày của Triumph. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã nghe tôi và hy vọng tôi sẽ được gặp tất cả những gương mặt này vào tháng 8 năm nay tại Nha Trang. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Tuấn. Và quý vị thân mến, thì ngay lúc này đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt về màn hình để nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ đã có trong một năm vô vàn thử thách 2021 vừa qua với Triumph Motorcycles Việt Nam. Living the moment till I die, and I'm gonna chase, and I'm gonna chase. I know we can't ignore, no matter how hard we try. Again.
Ai nhận ra mình có ở trong clip không ạ? Dạ, ai ạ? Thực ra thì cũng đơn giản thôi. Nếu như mà hiện tại chúng ta chưa nhận ra chúng ta trong clip của năm này thì năm sau được không mọi người? Năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp thêm nhiều chặng đường nữa mọi người nha. Dạ, tháng sau, lộn. Năm nay năm mới rồi, tháng sau ạ. Tháng sau được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình mới kể từ tháng sau được không ạ? Dạ, mọi người cho em câu trả lời được không mọi người? Được không ạ? Được không ạ? Trong đầu em bây giờ mọi người đeo khẩu trang thôi, cho em nhớ hết mặt mọi người rồi. Em chờ đợi sự có mặt của mọi người trong năm nay. Và ngay bây giờ thì không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau cheers những ly nước để mà chúng ta có thể chào đón một năm mới với nhiều niềm vui hơn. Và chắc chắn là những chuyến đi tới của chúng ta sẽ thật là thành công, sẽ thật là nhiều niềm vui. Và xin mời bộ phận cà phê MCC sẽ serve cho chúng ta, cho các vị khách của chúng ta những ly nước ngay bây giờ ạ. Dạ, những ai đã có ly nước rồi thì cầm thật chặt ly nước của mình ạ, đừng để ai lấy mất. Và những ai chưa có thì xin hãy giơ tay lên và bộ phận của chúng tôi sẽ đi đến gần các bạn nhất, gần anh chị nhất để đưa cho anh chị những ly nước ngon ạ. Và xin mời anh Vũ, anh Tuấn sẽ cùng lên sân khấu cùng với Huyền và Na cũng như là các anh chị em biker ở đây có những lần chia thật là sảng khoái đúng không anh? Xin mời anh ạ. Xin mời anh ạ. Có lẽ chúng ta sẽ nên đợi một tí anh nhỉ? Các chị em ơi. Xin mời bộ phận cà phê có thể gửi đến các vị khách của chúng ta những ly nước ạ. Also, we would like to invite Mr. David, Mr. Ali, please come to the stage with your class where we are cheer with everyone. Thank you, sir. Các anh chị em ơi, chúng ta đã có ly hết chưa ạ? Mọi người ơi, bây giờ ai có nước thì mình cheers nước, còn ai chưa có nước thì mình có thể vui lòng giơ cao cánh tay của mình lên giùm em được không ạ? Các anh chị em biker try your mind. Nào, bây giờ Huyền sẽ đếm 3, 2, 1 và chúng ta cùng nhau cheers. Chúc một năm mới mọi người nha. Nào, 3, 2, 1, cheers. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng tất cả chúng ta với một năm vừa qua. Chúc mừng tất cả anh chị em vì đã một phần của Lạc Cô Choi ở Motorcycle Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã một năm vừa qua đầy khó khăn nhưng vẫn đồng hành và tình yêu chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Thank you David, thank you Ali, thank you everyone. Và quý vị thân mến, như từ đầu chương trình khi mà chúng ta đến đây thì bộ phận nhân sự của Triumph đã gửi cho mọi người những lá thăm may mắn. Và mọi người ơi, chúng ta là nhớ hãy giữ lại con số của mình, bởi vì cuối chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có phần rút thăm trúng thưởng với rất rất là nhiều những phần quà hấp dẫn. Và mọi người ơi, đừng có làm rớt số nha mọi người nha, mất số là mất cơ hội. Và ngay bây giờ thì chắc chắn là chúng ta không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa rồi. Không khí hiện tại đang rất là nóng rồi. Và khoảnh khắc chờ đợi trong ngày hôm nay đến ngay bây giờ rồi mọi người ơi, đó chính là sự ra mắt chính thức của hai siêu phẩm Speed Triple 1200RR và Tiger Sport 660. Chúng ta hãy cùng nhau tập trung về phía sân khấu để chào đón hai siêu phẩm này. Vâng, và trong thời gian đó chúng tôi xin mời, we would like to invite on stage Mr. David, Mr. Ali, Mr. Vũ Anh Tuấn and Mr. Vũ Ngô to unveil the two new impressive motorcycle. Please welcome. We'll be right back.
chính là Spiritual Bull 1002 RR. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón siêu phẩm này. Chúng ta cùng đến nha mọi người ơi. 3, 2, 1. Xin mời. Yes. Xin lỗi mọi người ạ, bởi vì là bác Ali của chúng ta muốn chờ đợi một sự xuất hiện đặc biệt nữa, đó chính là we would like to invite Mr. David. Bởi vì là tổng giám đốc của chúng ta thì cũng đang rất là chờ đợi cái khoảnh khắc có thể được mở siêu của chiếc xe tuyệt vời này. Vậy nên là mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau đếm lại 3, 2, 1 để cho khoảnh khắc tuyệt vời ra mắt của Speed Triple 1002 RR mọi người nha. 3, 2, 1. Và đó là Speed Triple 1002 RR. Thank you, Mr. David and Mr. Ali. And the next, please. Cùng đếm nha. 3, 2, 1. Xin mời. Và đó chính là Tiger Sport 660. Và quý vị thân mến, ngay lúc này chúng ta hãy cùng nhìn ngắm hai siêu phẩm chiến binh đường phố Speed Triple 1002 RR và tân binh Sport Touring Tiger Sport 660 hiện đã chính thức được Triumph ra mắt tại Việt Nam. Xin mời quý vị. Và quý vị ơi, ngay lúc này đây chúng ta đã có thể nhìn rõ hơn, thỏa sức chiêm ngưỡng cũng như là lìa cận cảnh cái camera của mình gần hơn để có thể thấy được rõ được hai siêu phẩm mới nhất của Triumph trong năm nay. Đó chính là Speed Triple 1002 RR và cũng như là Tiger Sport 660 ạ. Và quý vị thân mến, chắc chắn là hiện tại chúng ta đang rất là tò mò về hai siêu phẩm này. Và để gửi đến các quý vị những thông tin chi tiết hơn thì xin mời anh Phan Thịnh và anh Nhật Trân, các đại diện kinh doanh của Triumph Motorcycles Việt Nam, sẽ tiến lên sân khấu và giới thiệu thông tin chi tiết về hai siêu phẩm này đến với quý vị. Xin mời hai anh ạ. Cảm ơn Huyền và Na. Đầu tiên thì em xin gửi lời chào trân trọng đến quý anh chị khách hàng cùng tất cả những anh chị em phóng viên đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Và tôi là Thịnh. Và tôi là Nhật. Là những đại diện kinh doanh của Triumph Motorcycle Việt Nam, lại có thêm hân hạnh một lần nữa đứng tại đây để giới thiệu với mọi người về một siêu phẩm sắp được Triumph cho ra mắt ngày hôm nay. Một siêu phẩm mà có lẽ Thịnh phải gọi đây là một chiếc xe ra mắt cùng với những cuộc cách mạng làm thay đổi hoàn toàn mọi khía cạnh đối với một chiếc xe mô tô phân khối lớn thông thường. Vẫn sử dụng khối động cơ 3 máy, 3 xi lanh, luôn tạo ra những sự khác biệt trên những dòng xe thương mại và trên cả những dòng xe dùng trong những sân chơi về tốc độ và thời gian. Nhưng lần này, những kỹ sư chế tạo của Triumph đã đem cỗ máy mạnh mẽ này đưa vào một thiết kế hoàn toàn khác, hiện đại, trẻ trung, pha lẫn vào đó là những DNA thiết kế truyền thống của dòng Cafe Racer nổi tiếng của Triumph. Vâng, và như mọi người có thể thấy ở đây thì Speed Triple 1002 RR ra đời giống như là một minh chứng cho truyền thống đầy tự hào của Triumph, một thương hiệu mô tô đến từ Anh Quốc. Đó là sự kết hợp giữa những đường nét cổ điển, lịch lãm và đầy ấn tượng trên nền tảng của một hiệu suất và một sức mạnh vượt trội. Về việc nâng cấp từ khối động cơ 1050 phân khối lên 1200 phân khối và kèm với đó là việc kế thừa rất nhiều những tính năng, những ưu điểm vượt trội của Speed Triple 1002 RS như hệ thống khung gầm, hệ thống động cơ, các công nghệ và các trang bị hàng đầu trong phân khúc đã đem đến cho Speed Triple 1002 RR một bước nhảy vọt về cảm giác lái cũng như về sức mạnh, và hứa hẹn sẽ đưa đến cho những biker những cảm giác cực kỳ phấn khích ngay từ những cú vặn ga đầu tiên cho đến những giải vòng tour cuối cùng. Và như nếu các anh chị có theo dõi thì trong thời gian gần đây Triumph liên tục cho ra mắt những mẫu xe, và
Tất cả những mẫu xe đó luôn phát triển dựa trên những nền tảng di sản hơn 120 năm phát triển của Triumph, và Speed Triple 1200RR vẫn không nằm ngoài lệ. Lấy thiết kế đơn thuần, lấy thiết kế cảm hứng từ dòng cà phê racer truyền thống thì nó sẽ làm một cái đặc trưng rất là lớn đối với khác biệt những cái dòng sport bike khác. Ngoài ra, đầu đèn dạng tròn sử dụng hệ thống full LED và đèn sau được tích hợp tối giản hóa vào đuôi xe. Gấp đơn đặc trưng của dòng Speed Triple làm lộ ra vành bánh sau và vành bánh trước với đường kính 17 inch, giúp cho Speed Triple 1200RR có một dáng vẻ trẻ trung, năng động nhưng vẫn không kém phần cơ bắp. Và sau đây em để cho mọi người có thể cụ thể hơn về cái hình mẫu học của một người ngồi trên chiếc siêu phẩm này, thì em sẽ mời một người, một anh, mình sẽ lên sân khấu để ngồi thử lên cho mọi người dễ hình dung. Dạ, em mời anh Nam. Dạ, anh Nam lên ngồi thử giùm em nha. Dạ, như mọi người đã thấy, như anh chị thấy là anh khách hàng này có chiều cao từ 1m7, một chiều cao rất là thông dụng đối với dáng người Việt Nam của mình. Và chiếc Speed Triple 1200RR có chiều cao yên là 830mm. Ngoài ra, điểm đặc biệt ở đây đó chính là phần ghi đông clip-on sẽ được làm thấp hơn và tiến về phía trước nhiều hơn 35mm so với mẫu Hypernaked mà Triumph đã cho ra mắt trước đó là Speed Triple 1200RS. Cùng với đó là chỗ gác chân, anh Nam để chân lên mẹ. Cùng với đó là chỗ gác chân được làm cao hơn và bóp sâu hơn vào khung sườn. Ngoài ra, những tính năng, những cái thiết kế và hình mẫu học ở trên Speed Triple RR giúp cho khách hàng cũng như là những người chủ sở hữu sẽ cảm thấy, dạ cảm ơn anh em, sẽ cảm thấy ba yếu tố đặc biệt, đó chính là sự thoải mái, sự chủ động và đó là tính linh hoạt. Vâng, và như mọi người cũng đã biết thì khi nhắc đến Triumph Motorcycle thì chúng ta không thể nào bỏ qua một cái yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của họ, đó chính là cái độ hoàn thiện tỉ mỉ từ chi tiết cho đến tổng thể. Và như ở đây chúng ta có thể thấy đó là từ phần fairing cho đến màu sơn, các logo, phần chi tiết máy cũng như hệ thống dây điện được thiết kế và giấu đi rất gọn gàng, càng làm tăng thêm cái phần chỉnh chu của chiếc xe này. Và đồng thời, như mọi người cũng có thể thấy là phần chi tiết dè chắn bùn trước, ốp hai bên của két nước và phần ốp lườn phía hai bên phần bình xăng đều được hoàn thiện trong chi tiết carbon rất là cao cấp. Và song song với việc phát triển những mẫu xe mới thì Triumph luôn luôn xây dựng một hệ thống các phụ kiện để tăng cái tính cá nhân hóa cho chiếc xe của mình, vừa làm tăng sự thẩm mỹ, vừa làm tăng cái sự tiện dụng. Và với Speed Triple 1200RR, chúng ta sẽ có hơn 30 phụ kiện chính hãng để khách hàng có thể thoải mái cá nhân hóa chiếc xe của mình. Sử dụng khối động cơ 1200cc chung với lại mẫu Triumph Speed Triple 1200RS với công suất tối đa có thể đạt đến 180 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 125 Nm/m. Ngoài ra, bên cạnh việc nâng cấp phân khối, Triumph còn phát triển tất cả những chi tiết máy của khối động cơ 3 xi lanh này. Cụ thể, đó chính là phần hộp số 6 cấp đã được phát triển và nâng cấp với các lẫy số ở từng cấp được tách rời, giúp cho cảm giác phấn khích và đặc trưng của động cơ triple 3 xi lanh cảm thấy mượt mà hơn và dễ chịu hơn. Xe được trang bị hệ thống phục trước và sau đến từ thương hiệu nổi tiếng là Olin với loại phân khúc cao nhất Smart EC 2.0, loại phụ mà chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được đó là trên những mẫu xe dành cho sân đua về tốc độ và thời gian. Người lái còn có thể tự tin cũng tiện lợi tùy chỉnh các chức năng phụ thông qua màn hình TFT lên đến 5 inch cùng với 5 chế độ lái Range, Road, Sport, Track và Rider. Ngoài ra, công nghệ hỗ trợ chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo traction control còn được sự hỗ trợ của biểu đồ AMU 6 hướng, giúp cho sự an toàn cũng như là những cái trải nghiệm của người lái về động cơ và công nghệ trở nên hoàn hảo hơn. Cruise control kiểm soát hành trình và keyless có nghĩa là chúng ta có thể bật tắt được hệ thống mà không cần dùng ở chìa khóa, được cũng được cho là cái trang bị tiêu chuẩn ở trên xe. Vâng, và như trên màn hình chúng ta có thể thấy ở đây là Triumph ra mắt mẫu Speed Triple 1200RR với hai phối màu chính. Thứ nhất đó chính là màu Red Hopper Storm Grey, hai màu đỏ trên nền đen, rất mạnh mẽ và cá tính. Và thứ hai đó chính là màu Crystal White Storm Grey, hay còn gọi là màu trắng trên nền đen, rất thanh lịch và nhẹ nhàng. Và cả hai mẫu xe này, cả hai phiên bản màu này đều được Triumph Việt Nam giới thiệu đến thị trường với mức giá 659.900.000 đồng
kèm theo đó là bảo hành 2 năm không giới hạn số km. Và như vậy là chúng ta đã vừa đi qua những thông tin cơ bản của chiếc Speed Triple 1200RR. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Tiger 660 Sport. Như anh chị đã biết thì tân binh Trident 660 được cho ra mắt trong thời gian gần đây đã nhanh chóng gây được tiếng vang và sự thành công bằng việc tạo được sự ủng hộ và tin dùng của tất cả các anh chị em biker trên cả nước. Là một mẫu xe nhanh nhẹn, linh hoạt và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu dù cho cái cự ly của mình là ngắn hay là dài. Thì để tiếp đến với cái thành công đó thì Triumph lại tiếp tục củng cố phân khúc của mình với dòng xe Sport Touring với tên gọi Triumph Tiger Sport 660. Sử dụng khối động cơ 3 xi lanh mạnh mẽ cùng với dàn trang bị và những công nghệ tiên tiến hỗ trợ cho người lái thì chắc chắn Tiger Sport 660 sẽ là một sự lựa chọn phù hợp trong phân khúc Adventure tầm trung đang không có nhiều sự lựa chọn ở thị trường Việt Nam. Vâng, và tương tự như Trident 660 thì Tiger 660 Sport cũng chia sẻ một khối động cơ 3 xi lanh thẳng hàng với thứ tự đánh lửa 123 660cc, sản sinh một công suất cực đại ở mức 81 mã lực và một moment xoắn tối đa ở mức 64 Nm. Và Triumph cũng công bố rằng 90% cái lượng moment xoắn hữu dụng này sẽ trải dài từ bắt đầu có khoảng vòng tua 3600 vòng trên phút, hứa hẹn sẽ cung cấp cho người lái một cái cảm giác phấn khích ngay từ những cú vặn ga đầu tiên. Tiger Sport 660 được trang bị phục trước và phục sau đến từ thương hiệu Showa với tác dụng tạo ra sự đầm chắc. Đặc biệt đối với phục sau đến từ thương hiệu Showa, Triumph đã trang bị thêm một trang bị được gọi là Hydraulic Pressure Adjustable mà anh em chúng ta thường gọi, đó chính là HPA. Thì với cái trang bị này thì người lái có thể tiện lợi, chỉ cần vài thao tác xoay chỉnh, không cần đến dụng cụ thì đã có thể điều chỉnh được độ reload của phục, tìm được một cái tải trọng phù hợp để cho củng cố cái cảm giác lái của mình. Ngoài ra, Tiger Sport 660 được trang bị ống xả gầm rất là gọn, mang đến âm thanh đặc trưng của dòng ba máy và tiêu chuẩn khí thải mới nhất, đó chính là Euro 5. Vâng, và không thể không kể đến đó là cái việc kế thừa cái tính linh hoạt của chiếc Trident 660, là một chiếc naked để đi phố, đi làm và cũng đồng thời những cái thao tác hàng ngày rất là dễ dàng. Nhưng đồng thời Tiger 660 Sport cũng được trang bị thêm tính năng touring, giúp cho khách hàng có thể thoải mái, dễ dàng thực hiện những chuyến đi tour ngắn cuối tuần. Và đồng thời, Triumph cũng trang bị đem lại một thiết kế hoàn toàn mới với những đường nét rất là mạnh mẽ, rất là sắc cạnh, rất ưa nhìn và hứa hẹn sẽ đem lại một luồng gió mới cho phân khúc mô tô tầm trung tại Việt Nam. Và tiếp theo, để nói về hình mẫu học của Tiger Sport 660 đối với người lái thì Thịnh sẽ mời Nhật lên ngồi trên mẫu xe. Thiết kế của Tiger Sport 660 trẻ trung với những đường cắt rất là uyển chuyển và mượt mà nhưng vẫn đảm bảo tính khí động học, vì cơ bản đây là dòng xe chuyên dụng dành cho những hành trình đường xa Sport Touring. Ghi đông hướng dài và hướng nhiều về người lái, cùng với đó là vị trí gác chân được điều chỉnh tiến ra đằng trước, làm tăng khoảng cách giữa chân và yên xe, giúp cho người lái cảm thấy thoải mái nhưng vẫn đảm bảo một tư thế xử lý hoàn hảo. Kính chắn gió cũng là một điểm đáng nổi bật của Tiger Sport 660 khi lần đầu tiên Triumph sử dụng thiết kế này với mục đích tinh giảm trọng lượng của xe, đồng thời giảm đi lực tác dụng của người lái khi chúng ta điều chỉnh kính chắn gió cao hoặc thấp phù hợp ngay khi chúng ta vận hành. Vâng, và vì đây là một chiếc xe hướng đến cái tính năng touring khá là nhiều nên Triumph cũng đã rất khéo léo trang bị những cái hốc gắn thùng hai bên rất là tinh tế, giúp chúng ta có thể dễ dàng và tiện lợi gắn cũng như tháo ráp thùng. Và đồng thời như trên hình mọi người có thể thấy là phía sau chúng ta có thể gắn thêm một thùng top với dung tích khá là lớn, có thể để vừa cả hai nón bảo hiểm. Và đồng thời cũng như Speed Triple 1200RR, Tiger Sport 660 được Triumph giới thiệu hơn 40 món phụ kiện chính hãng để chúng ta có thể dễ dàng cá nhân hóa chiếc xe của mình. Và nếu như anh chị khách hàng vẫn đang còn tìm cho mình một chiếc xe có vận hành mạnh mẽ, bền bỉ trên những hành trình dài nhưng vẫn muốn được sở hữu cảm giác nhanh nhẹn, linh hoạt, đa dụng khi sử dụng xe ở trong phố thì chắc chắn Tiger Sport 660 sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Với thiết kế trẻ trung, dàn trang bị đầy đủ và những công nghệ hỗ trợ cho người lái tối ưu, cùng với đó là một mức giá cạnh tranh, thì Triumph Tiger Sport 660 sẽ làm cho phân khúc Adventure tầm trung ở Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và cuối cùng là phần giá bán của chiếc Tiger Sport 660. Như mọi người có thể thấy trên màn hình, đó là ba phối màu chính của Tiger Sport 660. Đầu tiên là màu Lucent Blue, Sapphire Black,
màu xanh dương trên nền đen. Tiếp theo là màu graphite trên sapphire black, màu xám trên nền đen. Và cuối cùng là màu corrosive red and graphite với một số cái chi tiết họa tiết mang tính thể thao. Và mức giá bán niêm yết cho ba mẫu xe này là 299.900.000, bao gồm 2 năm không giới hạn, bao gồm 2 năm bảo hành không giới hạn cây số. Và như vậy là chúng ta đã vừa điểm qua hai mẫu xe hoàn toàn mới được Showroom Việt Nam giới thiệu trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi, những nhân viên kinh doanh, những nhân viên tư vấn và hỗ trợ có mặt ở đây sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi phần trình bày vừa rồi. Và tiếp theo tôi xin trả lại sân khấu cho Na và Huyền để tiếp tục sự kiện trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn Nhật và cảm ơn Thịnh rất nhiều ạ. Dạ mọi người ơi, cho em hỏi là mọi người sau khi thấy tận mắt hai siêu phẩm mới nhất của Triumph trong năm 2022 này thì mọi người thấy nó có đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Ai vote cho RR ạ? Bao nhiêu người thích chiếc RR giơ tay lên giúp em được không ạ? Đẹp không ạ? Quá đẹp. Vâng, còn lại sao ạ? Tiger Sport 660, một tân binh hoàn toàn mới cho dòng Adventure Sport. Mọi người thấy nó đẹp không ạ? Dạ, sao yếu quá. Lại ạ, đẹp không ạ? Cảm ơn con. Và vâng ạ, mọi người ơi, chúng ta có thể sở hữu ngay một chiến binh roadster như Speedtriple 1200RR ngay từ bây giờ với mức giá rất là cạnh tranh, chỉ từ 659.900. Và để có một siêu phẩm tuyệt vời như thế này với động cơ 3 xi lanh cũng như là một ngoại hình, một thiết kế rất tinh tế, rất lịch lãm như thế này thì mức giá này quá là hợp lý đúng không Nam? Vâng đúng rồi, thật sự rất cạnh tranh. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm một sự lựa chọn nữa cho những anh chị em nào thích phiêu du, thích đi những trên những cung đường dài thì Tiger Sport 660 sẽ là một làn gió mới, một tân binh hoàn toàn mới để cho các anh chị có thể lựa chọn. Đúng không ạ? Với một chiếc giá rất là cạnh tranh, rất là tuyệt vời hơn nữa, chỉ với 299.900.000 đồng mà thôi ạ. Và quý vị thân mến, các anh chị em biker ơi, nếu như mà ở đây chúng ta cảm thấy là ngoại hình của những chiếc xe này rất là phù hợp với mình, cũng như là mức giá và những động cơ hoặc là những cái thiết kế và những cái hiệu năng mà xe mang lại các anh chị cảm thấy thích, thì chúng ta đừng ngần ngại, bởi vì đội ngũ kinh doanh của chúng tôi sẵn sàng sẽ hỗ trợ cho các anh chị với bất kỳ những câu hỏi nào. Và các anh chị em đang xem livestream, nếu như chúng ta có những thắc mắc về hai mẫu xe này thì đừng ngần ngại nha, hãy gọi ngay cho chúng tôi số hotline của Triumph. Và năm 2022 này với hai siêu phẩm mới hoàn toàn thì mọi người ơi, hãy sở hữu ngay đi thôi. Và quý vị thân mến, như Triumph Motorcycle chúng tôi đã từng chia sẻ là không có chiếc xe nào tốt nhất mà chỉ có chiếc xe phù hợp nhất đối với chúng ta mà thôi. Đối với những ai yêu thích mô tô phân khối lớn nói chung, cũng như là những người yêu thích văn hóa của nước Anh Quốc, yêu thích Triumph Motorcycle nói riêng. Và chính nhờ những đường nét thiết kế như thế này và rất tinh tế đúng không ạ? Và hiệu năng mạnh mẽ cho hai mẫu xe Speedtriple 1200RR và Tiger Sport 660 thì hai mẫu xe này cũng đã có những chủ nhân đầu tiên sở hữu trên Việt Nam. Mọi người có thắc mắc, có tò mò đây là những người ai, là những người nào không ạ? Wow, nghe những chủ nhân đầu tiên của Việt Nam sở hữu hai siêu phẩm mới thì bản thân Huyền cũng đang vô cùng tò mò rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ trên sân khấu ngay bây giờ. Và xin mời những chủ nhân đầu tiên của Speedtriple 1200RR sẽ tiến về sân khấu để nhận hoa cũng như là kỷ niệm chương của Triumph Motorcycle Việt Nam. And we would like to welcome, invite Mr. David to come on the stage to deliver medal and flowers to the first owner of this motorcycle. Và ngay bây giờ thì xin trân trọng kính mời anh Đoàn Hồng Thảo. Xin mời anh Nguyễn Thành Trung ạ. Xin mời anh tiến vào sân khấu ạ. Và xin được mời anh Mai Gia Luân. Xin mời anh Mai Gia Luân ạ. Và xin được mời tiến vào sân khấu anh. Xin mời Lê Vũ Phương Linh ạ. Dạ em xin phép đọc lại tên ạ. Anh Trung ơi, anh có ở đây không ạ? Anh Nguyễn Thành Trung ạ. Anh Đỗ Nam Trung ơi. Anh Mai Gia Luân ạ. Dạ vâng, nếu như những anh em mà không có mặt hôm nay thì cho em chúng tôi sẽ gửi tận về nhà các anh chị em là những cái kỷ niệm chương và bó hoa đó ạ.
Và xin mời bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao kỷ niệm chương và hoa cho anh Thảo ạ. Quý vị ơi, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, anh Thảo ơi, xin anh có thể nán lại một tí để chúng ta cùng chờ với lại những chủ nhân thứ hai từ bên Fire Sport được không ạ? Và để cho sân khấu của chúng ta sẽ thêm vui hơn nữa thì bây giờ xin mời luôn cả những chủ nhân đầu tiên của Việt tại Việt Nam sở hữu chiếc Tiger Sport số 60 sẽ tiến lên sân khấu và xin được trân trọng kính mời anh Âu Thế Tuấn. Xin mời anh Hoàng Lê Nhân ạ. Và xin mời anh Nguyễn Đức Máy. Xin mời anh Nguyễn An Khang ạ. Xin mời anh Phan Nhất Nam sẽ tiến lên sân khấu ạ. Và xin mời anh Nguyễn Duy Phương ạ. Và xin mời Hoa và Trophy Mr. Davis sẽ trao cho những Ali. Và mọi người ơi, con số của mọi người đâu rồi ạ? Mọi người chúng ta vẫn còn giữ cái phiếu may mắn mà.